luôn của thầy. Những cái chiêu này gọi là những chiêu kinh khủng bậc nhất luôn, với sự tác sát thương cực kỳ cao. Xe thật nhanh không là hỏng nhá. Mình bắt đầu này. Những bạn nào vào sau ấy thì có thể là xem lại, bởi vì là những chiêu rất kinh. Đầu tiên là chiêu 3 4 5 2 4 8. 3 4 5 2 4 8 nghĩa là gì? Đây này. 3 4 5 2 4 8. Nhớ nhá. 3 4 5 2 4 8, cứ nhớ này cho thầy. 3 4 5 2 4 8. Chiêu này áp dụng cho bọn hợp chất no, cứ có từ no là áp dụng được nó nhá. Mình bắt đầu làm này. Nhìn kỹ này. Câu số 1 có bao nhiêu? Thầy sẽ giải khá là chậm cho các em cùng nghe, nhưng mà các em nhớ phải comment đáp án thật nhanh cho thầy để chúng ta cùng biết được là đáp án gì. Ok chưa? Thầy sẽ theo dõi các em comment đáp án, được chưa? Nào, bắt đầu nhá. Sẵn sàng ok Mai không? Mai hơi mờ chắc là do mạng của em rồi. Mạng hôm nay đây đập nát nét căng nhá. Mình bắt đầu này. Câu số 1 có bao nhiêu hợp chất hữu cơ công thức phân tử C5H12O là đồng phân cấu tạo của nhau? C5H12O là đồng phân cấu tạo. Nhiều chấm như thầy. Rồi ok, cảm ơn. Đến đồng phân amin cũng sử dụng được hết. Chào phát myelin. Sử dụng được hết tất cả các chiều thầy. Sẵn sàng chưa? Đồng phân cấu tạo của nhau này. C5H12O đồng phân cấu tạo của nhau. Các em cho thầy biết là bao nhiêu đồng phân nào. Em dự đoán đáp án nào? A, B, C hay là D? Nhìn nhá. Hơi mờ. Ok, thế thì Trinh Nguyễn thử xem lại mạng nhà em nhá. Nhìn này. C5H12O khi mà có thằng C5H12O, em hãy nghĩ đến cho thầy đồng phân ancol và đồng phân ete. Hãy nghĩ cho thầy hai thằng đồng phân này, đồng phân ancol và đồng phân ete, nghe rõ chưa? Nghe rõ chưa? Bạn nào chưa xe thật nhanh lại từ tường nhá. Vậy ở đây mình có này, ancol thì nó có dạng OH đúng không? C5H12-1 là H11. OH đếm này. 3 4 5 2 4 8, vậy 5 có mấy? 5 có 8, và anh này có 8 đồng phân ancol. 8 đồng phân ancol. Dễ chưa? Nhắc lại 3 4 5 2 4 8, anh này có 5, 8 đồng phân ancol. Ok. R2 này, R2 thì có dạng R1OR2, vậy thì có này, xét về tổng số carbon, R1 cộng R2 thì bằng mấy carbon nhỉ? R1 cộng 2 xét về số carbon nhá. R1 cộng R2 bằng 5 carbon. 5 carbon, mà chúng ta lưu ý rằng ete chúng ta là số nguyên tử carbon, R1 phải lớn bằng 1, R2 phải lớn bằng 1 luôn. Hai thằng này phải đều phải lớn bằng 1. Vậy ở đây thầy sẽ phân tích như kiểu của học sinh lớp 1 nhá. Mình có này, 1 cộng 4, 2 cộng 3. Dĩ nhiên thằng này có trục đối xứng nên 3 cộng 2 loại. 3 cộng 2 loại và 4 cộng 1 loại. Ok chưa? Vậy ở đây các em đến cho thầy nhá. 3 4 5 2 4 8. 3 4 5 2 4 8. Vậy 4 của thầy có 4. 3 của thầy có 2. Ok chưa nào? 4 có 4, 3 có 2. Sẵn sàng chưa? 3 có 4. 4 có 4, 3 có 2, vậy 0, 1, 2 có mấy? 0, 1, 2 thì chỉ có 1, 1, 1 thôi. Bạn nào mà chưa biết về cái này nha, những bạn nào mà chưa biết về cơ sở lý thuyết này, có nghĩa là mù tịt đấy. Hôm nay mù tịt mà xem video livestream này. Bạn nào mà chưa biết thì vào, làm ơn vào cho thầy channel YouTube nha. Vào cho thầy cái channel YouTube. Vào cho thầy cái channel YouTube nha. Vào ngay channel YouTube, search Minh Myelin là ok ngay. Được chưa? Được chưa nào? Đây, vào channel YouTube search Minh Myelin. Được chưa? Các em nhìn thấy không? Vào channel YouTube search Minh Myelin này. Search này, đồng phân siêu nhanh. Những bạn nào chưa biết, những bạn nào chưa biết thì search đồng phân siêu nhanh. Siêu nhanh. Chưa hiểu lý do tại sao lại có 3 4 5 2 4 8 ấy. Sớt đồng phân siêu nhanh, nhìn này. Một năm trước mà 19.000 lượt xem vào này. Kích vào đây xem cái là hiểu luôn. 26 phút thôi. Thầy đảm bảo các em 26 phút cuộc đời là 26 phút cuộc đời hạnh phúc nhất của đời của em. Ok chưa? Xem cái này là sẽ hiểu. Sẽ hiểu tại sao lại là 3 4 5 2 4 8, 0 1 2, chỉ có 1. Ok chưa? Còn lại bây giờ không cần quan tâm gì nhiều. Bây giờ không cần quan tâm gì nhiều, chỉ cần quan tâm cho thầy 3, 4, 5, 2, 4, 8, 0, 1, 2 là có 1 nhá. 0, 1, 2 có 1, vậy ở đây mình có này. 1 có 1, 2 có 1, vậy mình có nhá. Dưới cộng trên nhân, 1 x 4 bằng 4, 1 x 2 bằng 2, 4 cộng 2 bằng 6. Được chưa? Đây toàn phép cộng và phép nhân thôi. Vậy mình có tổng cộng này, 8 đồng phân ancol, 6 đồng phân ete, 8 cộng 6 bằng 14. Cách cực kỳ nhanh, cực kỳ kinh khủng luôn. Cực kỳ nhanh, cực kỳ kinh khủng cho tất cả các em. 2K1 điểm danh nào, 2K1 nào mất gốc mà muốn chỉ học lên lấy có 8 điểm rồi. Chỉ học lên lấy 7 điểm, lấy 6 điểm, lấy 5 điểm thì điểm danh chấm cái để thấy rõ nào. Chấm cái để thầy nghe thấy những cái tiếng kêu của bọn em.
Thì thầy biết được là bọn em đang cần thầy. Nào mình tiếp tục nhá. Thấy kinh khủng không? Các em thấy dã man không? Mình sang câu tiếp theo, câu số 2. Câu số 2 nào. Câu số 2. Các em tag cho thầy tất cả các bạn của em vào trong video live stream này, để cho các bạn cùng có thể biết rằng là có những cái chiêu kinh khủng như này tồn tại ở trên đời, để giúp đỡ các em rất rất nhiều trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia sắp tới. Ok, Nguyễn Bảo Duy rất hay, thầy còn nhiều chiêu cực kỳ hay luôn. Các em share thật nhanh về cho các bạn nhá. Câu số 2, cho học chất hữu cơ đơn chức x có công thức phân tử là mặt. Nên nhớ rằng là hiện tại bây giờ thầy live stream cho 2+1 là free, lấy 6,5, chính vì vậy nên học thầy là đúng rồi. Câu số 2, cho học chất hữu cơ đơn chức x có công thức phân tử C4H8O2, số thành phần axit. Axit nhá, nhìn kỹ này, axit này. Tất cả cùng phải nhìn kỹ vào đây, nín thở và nhìn. Em có thể làm theo mọi cách ngày trước của em làm, nhưng cách này sẽ là cách đặc biệt nhất cho em ngay từ bây giờ. Nhìn kỹ nhá, đồng phân axit nhóm COOH, axit và đặc trưng nhóm COOH. C4-1C là còn C3H8-1 là còn H7, C3H7COOH. Vậy mình có 3-4-5-2-4-8, đầy 3 này. 3 có 2, vậy chỉ có 2 đồng phân axit. Được chưa? Rõ chưa? 2 đồng phân axit đáp án A. Phát mi liên tí nữa là sẽ có thằng ở dưới sẽ có nha em nhá. Bây giờ thầy ơi, bây giờ mới ôn lý thuyết để kiếm điểm 5, chính xác, ôn hết, bây giờ chiến hết. Mọi thứ đều chúng ta đều cần hết. Các em hiểu câu số 2 chưa? Bạn nào hiểu câu số 2 rồi thì chấm ngay để thấy rõ. Tiếp tục nào, câu số 10, câu số 3. Sao lại nhảy câu 13 đây? Câu số 3. Câu số 3 xem nào, câu số 3 comment đáp án cho thầy xem nào. C5H10O23 nhân đồng phân nào. Thanh Quang thầy ơi, bây giờ mới ôn lý thuyết để lấy 56. Ừ đúng rồi, chính xác em. Amin tẹo nữa em ạ. Câu số 3 nào. Ở trong cái tờ đề này sẽ có cả amin cho các em. Nhưng bây giờ cùng comment đáp án câu số 3 đã. Số đồng phân axit của C5H10O2 nào. Cùng comment đáp án nào. Cùng comment đáp án nào. C5H10O2 đáp án gì nào. Đây này bạn Nguyễn Thanh Khải comment đầu tiên đây này. Ok ok, cân được hết. Đúng rồi, đang cân hết đây này em. Đang cân tất cả mọi thứ này cho các em. Xe nhanh này về tường nhá. Nhìn thấy nhắc lại lần nữa, đây là những chiêu cực kỳ độc. Nên là bạn nào chưa xe thì xe thật nhanh về tường đi. Bởi vì nếu không tí nữa live stream xong là thầy sẽ ẩn video live stream. Tiếp tục này, C5H12 nhìn nhá. C5H12 COOH. Vậy 5 bỏ đi 1 thì còn C4. C4H9. 3-4-5-2-4-8. 4 có mấy? 4 có mấy? 4 có 4. 4 có 4. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A của bà, đáp án nào rất dễ đúng không? Không việc gì phải viết nhiều, chúng ta cứ làm như vậy với bọn đồng phân thôi. Đây là những skill cực kỳ kinh khủng và kinh điển của thầy. Hả? Bạn nào chưa xem thì xem thôi. Các em biết phải làm điều gì rồi đấy. Không xem là bị biến mất luôn. Câu 13. 13 mới là thú vị. 13 mới là thú vị. Đây là nhầm Trần Trọng Thành, nhầm như này. Đấy, nhanh lên các em, nhanh tay lên. Không là hôm nay có rất nhiều skill. Skill số 1 đồng phân siêu nhanh kinh khủng, skill số 2 đếm ẩn còn kinh khủng hơn nhiều. Thì có 2 skill cực kỳ kinh khủng hôm nay phô hết cho các em luôn. Nên là chú ý theo dõi video live stream ngay từ bây giờ, ngay bây giờ đi. Câu số 13, số đồng phân ceton đối với câu tương tự C5H10O. Chúng ta phải hiểu ceton có dạng như nào. Ceton có dạng nào? Câu 13 nào, ceton R1 C nối đôi O R2, đây là của ceton. Được chưa? Ok, Trần Trọng Thành, ok. R1 CO R2. Vậy ceton này, thằng này lớn hơn bằng 1, thằng này lớn hơn bằng 1. Vậy làm y xì như tè luôn. Vậy thì có R1 cộng R2. Bạn nào chưa xem lại nhanh nhá. R1 cộng R2 bằng, bỏ đi một carbon này 5 này, bỏ đi một carbon này thì còn 4 đúng không? Hello, sắp hiểu rồi. Bạn nào chưa hiểu với lại đây, thầy thấy có bạn Kiều Quang với bạn Lê Duy chưa hiểu. Em ơi, hai bạn chưa hiểu này, làm ơn lên trên YouTube, lên YouTube search đồng phân siêu tốc, đồng phân siêu tốc, sau đó xem video này của thầy luôn. Đây video này thầy hướng dẫn cho các em biết từ đầu đến cuối tại sao lại là 3-4-5-2-4-8, 19,187,000 lượt xem rồi. Và nhớ là không quên là kích luôn vào nút chuông nhá, đăng ký subscribe cho fanpage của thầy. Ok chưa? Nào, mình tiếp tục nhá. Những bạn nào chưa biết mình học tiếp nào. R1 cộng R2 bằng 4. Điều kiện này. R1 lớn bằng 1, R1 lớn 1. Vậy bây giờ mình lại chơi như kiểu gì? Mình lại chơi như kiểu bình thường luôn. Mình có là 1 cộng với 3, 2 cộng với 2, 3 1 không được. Vì giống như thế, đổi lại là nó sẽ giống nhau đúng chưa? Vậy mình có này. Nghe kỹ này. 3 4 5 2 4 8. Vậy 3 có 2. 3 4 5 2 4 8. Vậy 3 có 2, 3 có 2. 0, 1, 2 thì đều có 1, 1, 1. Vậy anh này có 1, anh này có 1, anh này có 1. Vậy 1 x 2 bằng 2. 1 x 1 bằng 1. Vậy 2 cộng 1 bằng 3. 2 cộng 1 bằng 3 đây này. Bạn Chi Kỷ này vừa xem video đồng phân siêu tốc của thầy xem phát hiểu luôn đây này. Đấy, thấy không? Xem phát hiểu luôn. Bao nhiêu đứa chưa xem phải xem ngay tức. Đấy, Chi Kỷ này vừa xem phát hiểu luôn này.
không cần hiểu tầm này cứ áp dụng skin chính xác, không cần hiểu áp dụng skin được mà xem xong hiểu luôn được, tất cả đều là giúp đỡ cho các em hết. Các em phải cài thật trâu thì biết khủng được nhá. Nào mình tiếp tục nào, mình tiếp tục nào. Về đây mình có 3 đồng phân ceton đúng không? Mới đáp án đúng đáp án C. Quá dễ dàng. Cực kỳ dễ dàng đúng không? Nào câu số 4 nào. Các em bạn nào chưa xem thật nhanh nhá, tag tất cả các bạn của em vào trong video livestream này ngay lập tức cho thầy. Phải tag hết vào thì chúng ta mới khủng được. Nào chúng ta sang câu tiếp theo, câu số 4. À, đây này, Nguyễn Dương trước mắc cái đồng phân của thầy bây giờ xem như não mở to là đúng rồi, chính xác. Thầy sẽ giúp cho các em thông não hả? Thầy giúp cho các em thông não. Nào mình tiếp tục nào. Mình tiếp tục sang phần tiếp theo, câu số 4 là các em cùng comment câu số 4 này xem nào. Câu số 4 đáp án gì bây giờ nào? Số 4 hợp chất C4H10, hợp chất C4H10O có số đồng phân ancol và tổng số đồng phân là. Quá hay, ok, cảm ơn Nguyễn Hải Long. Nào C4H10O số đồng phân ancol, chúng ta không cần hiểu bản chất những cái này đâu. Đến tầm giờ bây giờ lớp 2K1 bây giờ chỉ cần làm skin thôi, theo skin là ok được hết nhá. Nào mình có này, số đồng phân ancol, ancol thì phải chia nhóm OH ra đúng không? Vậy ở đây này còn là C4H9, 345248 4, có 4 có mấy? 345 245 248 4, có 4. Vậy 4 đồng phân ancol loại 7 này, loại 8 này, loại 10. Vậy chọn ngay đáp án đúng luôn. 7 4 là 7, thấy dễ không? Đấy, chúng ta đang ở câu số 4 rồi nha các em. Chúng ta đang ở câu số 4 rồi. Ở đây là những skin cực kỳ độc. Thầy chuyên đi dạy offline và các em phải hiểu rằng là tại sao rất nhiều bạn học offline của thầy. Lý do rất đơn giản là thầy có rất nhiều skin độc. Và riêng năm nay với dòng con, bây giờ thì mới phô các skin offline của thầy lên trên này. Nên là các em nhanh tay xe lại về tường, xong tag các bạn của em vào trong video livestream này. Teo nó thôi, sau khi livestream xong thầy ẩn ngay lập tức. Thầy sẽ ẩn video livestream ngay sau khi mà thầy livestream xong. Vì vậy nên bạn nào không kịp xe thì sẽ không được nhìn thấy những video livestream này nữa. Và ngày mai sẽ không có cái đồ để mà học lại đâu. Câu số 5. Bởi vì là có rất nhiều người theo dõi thầy, có rất nhiều người khác theo dõi thầy. Để mà làm gì? Để mà học lỏm cái chiêu này. Đấy. Sáng hôm qua thầy phải kích một nick ảo ra khỏi nhóm live VIP. Bởi vì đấy là nick ảo của một thầy giáo. Chui vào đấy để học mod các cái chiêu của thầy. Xong rồi sau đó lại comment chửi rủa các kiểu kinh khủng và làm mất thật sự tập trung của bên 2K1. Nên là thầy phải làm điều đó. Đấy. Lần đầu biết skin này hay, dĩ nhiên các skin của thầy cực kỳ độc nhá. Rất nhiều người thèm khát với những skin này. Ok, mình tiếp tục này. Câu số 5, số đồng phân của các em phải xem lại về tường không, em trở thành người tối cổ. Những bạn nào mà không theo dõi skin này sẽ trở thành người tối cổ sau đêm này. Số đồng phân có cùng công thức phân tử là C5H10O, C4H10O. Vậy với C4H10O ta phải xét cái gì? Ancol và gì? Ete. Ok. Vậy ancol OH C4H9 345248 4 có 4 đồng phân. 4 có 4 đồng phân. Ok. Tiếp tục Ete. R1 O R2. Vậy bây giờ mình có R1 cộng R2 thì bằng mấy nhỉ? Thì bằng mấy các em nhỉ? Skin này một năm trước chúng ta đã may mắn học được rồi, ôn lại chính xác Nguyễn Thị Hùng. Đấy. Bây giờ học lại cho chắc, hiểu không? Bây giờ mình có này, 4 đồng phân, vậy R1 cộng R2 bằng 4. Được chưa? Điều kiện đồng phân trắng gương tí nó sẽ có hết. 1 cộng 3, 2 cộng 2, 0, 1, 2 thì chỉ có 1, 1, 1, 3, 3, 1 x 2 bằng 2, 1 x 1 bằng 1, 2 cộng 1 bằng 3. Được chưa nào? 3 cộng 4 thì bằng mấy các em? 3 cộng 4 bằng mấy? 7, ok, rất tốt. Đấy, thầy thấy có rất rất nhiều Lê Hiếu Nghĩa, Lê Hiếu Nghĩa comment rất rất đúng. Bây giờ sang cái câu số 6 này, lên IQ một chút. Khi sang câu số 6 này có rất nhiều bạn học cái skin 345248 và thầy bảo thầy ơi câu này không làm được bằng 345248. Và câu trả lời của thầy đáp lại là làm được hết em ạ. Vấn đề là em có dám ứng dụng 345248 hay không thôi. Và đây là một trong số những skin cực kỳ kinh khủng của thầy. Bạn nào chưa xe thì là phí mất một nửa đời người luôn. Bây giờ đồng phân ancol bậc 1 nó có dạng như thế nào? Các em cùng chú ý nhá, theo dõi nhá. Ancol bậc 1 thì nó sẽ có dạng là CH2OH đúng không? Vậy thì tách thành CH2OH ra thôi. Vậy bây giờ thì còn là C5 bỏ đi một carbon thì nó còn là C4 đúng không? Vậy anh này sẽ là C4H9 CH2OH. Với nó là C4H9 CH2OH thì ta lại chơi trò cũ 345248 4 có mấy? 4 có 4, đáp án đúng đáp án A. Quá dễ dàng đúng không? Cực kỳ dễ dàng. Coi như là... Đấy, các em thấy không? Thực ra môn học học cực kỳ dễ, không có gì quá khó khăn cả. Nếu em theo này ngay từ đầu. Còn bây giờ
nếu mà muộn rồi thì xe lại về tường và chỉ cần học theo các skill thôi nhá. Sắp tới thầy sẽ cũng live stream full buổi sáng cho các em về tất cả các phần lý thuyết. Nhớ đón xem các chuỗi live stream thầy từ 5:30 sáng nhá. Câu số 7 có bao nhiêu đồng phân anhít có công thức phân tử C5H10O? Nào các em thử comment đi, ý em nghĩ xem nào. Ý em nghĩ là C5H10O có bao nhiêu đồng phân anhít thì thử comment lại ý em nghĩ xem nào. Đấy, bây giờ chúng ta chơi trò chơi thôi. Bây giờ chúng ta đi học như bây giờ chúng ta chỉ dùng skin thôi. Bởi vì thầy biết là những bạn nào muốn học điểm cao thì đã xác định điểm cao rồi. Còn bây giờ là những bạn nào xác định điểm thấp trên 5 hoặc là chống mất gốc thì mình có thể học skin này của thầy mà. Skin này của thầy có thể giúp đỡ cho tất tần tật các em. Và các em nhớ lại cho thầy là chỉ cần nhớ 3, 4, 5, 2, 4, 8, xe thật nhanh về tường nhá. Xe thật nhanh về tường. Còn bạn nào mà muốn biết tại sao nó như vậy, bạn nào mà muốn tìm hiểu tại sao như vậy, channel YouTube sẽ giúp đỡ các em xác định đồng phân siêu tốc 19.187 lượt xem. Ở đây ông Minh Merlin, ông ấy quay trước đây 1 năm rồi, ông sẽ giúp đỡ cho các em biết tại sao lại như vậy. Được chưa? Nào mình tiếp tục. Số đồng phân axit là số đồng phân anhít có công thức phân tử C5H10O cùng comment xem nào. Bao nhiêu nhỉ? Bao nhiêu các em nhỉ? Nào những bạn đang theo dõi cùng comment. Anhít là nhóm chất chó, nó phải có nhóm chó CHO. Vậy anh này là C5 bỏ đi 1 thì còn là C4, C4H9. 3, 4, 5, 2, 4, 8 4 có 4 5 ăn C. Dễ như ăn kẹo kéo luôn. Chính xác Nguyễn Quốc Phi Tùng. Ok, học đồng phần như đếm số. Chính xác. Đấy, bây giờ mình chỉ chơi như kiểu học sinh lớp 1 thôi. 3, 4, 5, 2, 4, 8 các cháu đọc được mà. Bây giờ mình tiếp tục nha. Sang câu số 8 nào. Các em cùng comment các em thấy có hiểu không? Các em ơi, các em có hiểu bài không? Các em hiểu bài thì chấm cái để thầy biết nào. Bạn nào hiểu bài chấm cái để thầy biết nào. Những bạn nào hiểu bài. Hôm nay xem không biết là liệu xem video livestream lên được 200 không nhỉ? Các em cùng cố gắng lên 200 để buổi sau thì còn phô tiếp các cái skin lý thuyết tiếp. Chuẩn bị rồi em, tuần tới là chúng ta thứ bảy tuần tới là mình sẽ học học lý thuyết buổi sáng. Thứ bảy tuần tới nhá. Em vui lắm vì hóa em thi còn không được năm, thế thì phải học thầy rồi. Dễ hiểu lắm, ok, cảm ơn Trần Phương. Những bạn nào mà chưa hiểu thì bạn nào chưa hiểu rồi thì chấm để thầy biết nhá. Câu số 8 số đồng phân axit nào? Axit thì sao? Axit thì sao nhỉ? Axit thì phải có nhóm COH thôi. Mình chỉ nhớ một vài cái cơ bản thôi. Đúng không em? Thế vậy bây giờ anh này còn gì? Còn 4, C4H9. 3, 4, 5, 2, 4, 8. 3, 4, 5, 2, 4, 8. 4 có mấy? 4 có, 4 đáp án đúng đáp án. Bạn nào chưa follow thầy thì ngay lập tức follow nhá. Bạn nào chưa share thì share ngay lập tức. Bởi vì đây mới chỉ là một chiêu thôi. Và sau khi em học xong chiêu này em biết là cái chiêu số 2 nó kinh khủng như nào. Chiêu số 2 còn bá đạo hơn cái chiêu số 1 nhá. Chúng ta có 22 câu số 1 sau đó, câu của skin 1. Sau đó mình sẽ tiếp 22 câu của skin 2 và các em sẽ thuần thục tất cả skin này để đi thi luôn. Còn học hai skin này thôi là thi chắc chắn qua liền rồi. Câu số 9 có bao nhiêu hợp chất hữu cơ có công thức phân tử là C5H12O là đồng phân cấu tạo của nhau? Câu này như vừa nãy mình làm rồi. Đúng không? Bây giờ thầy giải nhanh nhanh này cho câu này cho các em cùng nhìn nhá. C5H12O. 5H12O. Vậy anh này sẽ có đồng phân ancol và đồng phân ete. Đúng chưa? 2K2 vẫn hiểu. Đấy đúng rồi, 2K2 vẫn hiểu này. 2K2 học vẫn hiểu, thầy dạy luôn, chính xác. 2K2 học vẫn hiểu là dạy luôn. Cần hết, nhìn hóa cứ như người mù, ngói sò rồi. Ancol này, nhóm OH. Nhóm OH. Vậy anh này chỉ còn là C5H11. Lại đọc, 3, 4, 5, 2, 4, 8. 5 có 5 có 8, đúng không? Nguyễn Quốc Phi Tùng ơi, thời điểm live stream của thầy là vào 5:30 sáng hàng tuần này. Vào sáng thứ 7 này, sáng thứ 2, sáng thứ 3 hàng tuần. Và tiếp tục là thời gian là vào 21:30 tối thứ 2 nhá. C5H11 OH. C5H11 tìm được người dẫn em vào ánh sáng này rồi, chính xác rồi, ok. Vẫn chưa hiểu lắm thì em có thể theo dõi trên channel của thầy nhá. Mình tiếp tục này, C5H11 3, 4, 5, 2, 4, 8. 5 có 8 đồng phân, 8 đồng phân. Bằng giờ năm ngoái học off buổi đầu tiên xác định đồng phân. Ngoái kinh khủng ông Nguyễn Thế Khải đấy, có rất nhiều bạn là học off của thầy vào review cho các em biết. Ok, tiếp tục. ET R1 ô R2, bạn nào chưa xe lại về tường thì xe lại về tường nhá, kể cả 2K2. Vậy mình có R1 cộng R2. Skin siêu khủng, siêu to khổng lồ, chính xác. Em 2K2 học hiểu thầy ơi, đây này. 2K2 học vẫn hiểu này, xe lại về tường thật nhanh nhá. 2K2 học vẫn hiểu, đấy, skin rất kinh. Nào R1 cộng R2, R1 cộng R2 của thầy thì bằng mấy đây? Bằng 5, vậy thầy có này. 1 cộng 4, 2 cộng 3, 3, 4, 5, 2, 4, 8, 3 có 2, 4 có 4. 0, 1, 2 chỉ có 1 thôi. 1 x 4 bằng 4, 1 x 2 bằng 2, 4 cộng 2 bằng 6, và mình có 6 cộng 8. 6 cộng 8 là bao nhiêu các em nhỉ? 6 cộng 8 thì bằng 14. Vậy ở đây mình sẽ có 14 đồng phân. Đáp án đúng đáp án. C thôi chết tôi rồi, bút cạn mờ. 10 mới có bút đâu. Bút cạn mực.
Rồi mình tiếp sang câu số 10. Mình tiếp sang câu số 10 đâu các em. Ôi mày thế. Đây có cái bút. Câu số 10 đâu các em. Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo ancol bậc 2 công thức phân tử C6H14O? Ancol bậc 2 mà công thức phân tử là C6H14O chẳng hạn. Bạn nào chưa xe lại về tường xe thật nhanh nhá. Những skin khủng này là tí nữa thôi là thầy ẩn đấy. Thầy ẩn mất tích luôn, mất tích hàng luôn luôn. Câu số 10 nào. Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo của ancol bậc 2 mà lại có cùng công thức phân tử là C6H14O? Bao nhiêu nhỉ? Bao nhiêu ancol bậc 2 mà có công thức phân tử là C6H14O? Vậy các em chú ý nhá, ancol bậc 2, bậc 2 chúng ta có dạng là R1CHOH R2 đúng không? Vậy để là ancol thì thằng này phải lớn hơn bằng một carbon, lớn hơn bằng một carbon. Vậy đây thì có R1 cộng 1 cộng R2 thì bằng 6. Suy ra thì có R1 cộng R2 thì bằng 5. Vậy mình lại chơi như trò cũ thôi. Mình có 1 cộng 4, 2 cộng 3, 3 4 5 2 4 8, 3 có 2, 4 có 4, 0 1 2 thì chỉ có 1. 1 x 4 bằng 4, 1 x 2 bằng 2, 4 cộng 2 bằng 4 2 mấy? 6. Ok, các em hiểu không? Vậy đây mình có 4 cộng 2 bằng 6, đáp án đúng chúng ta là đáp án D, đáp án khác. Được chưa? Đấy. R1 cộng R2 bằng 5. Đấy. Tại sao thì em phải theo dõi cái video trên channel YouTube của thầy mới hiểu. Các em hiểu bài cái chỗ này không nhỉ? Bằng 6 chính xác, 6 đúng hoàng ạ, chính xác. Mình sang tiếp nào, tiếp câu số 11 nào. Câu số 11 nào. Câu số 11 các em cùng comment đáp án như nào. Cho hợp chất hữu cơ đơn chức X có công thức phân tử C4H8O2, số đồng phân của X là. Nào comment thật nhanh đáp án để thầy biết nào. Bạn nào chưa xem này về tường xem thật nhanh nhá, không là thầy ẩn video livestream đi thì không làm ăn được gì đâu. Chào Huỳnh Tấn Hoài, em hiểu lâu rồi, rất tốt. Skin khủng siêu to khổng lồ, văn mến tìm được người dẫn đường rồi, nhìn hóa cứ như người mù, chính xác. Anh tẹt xem video của thầy trên channel YouTube nhá. Thầy báo thời điểm livestream rồi. Tầm này năm ngoái học học rồi, skin siêu khủng siêu to. Đấy, rất tốt, rất nhiều siêu khủng, rất nhiều siêu to. Các em xem lại về tường xong tác các bạn của em vào trong video livestream này nhá. Mình sang tiếp tục câu tiếp theo, câu số 11 nào. 11 Nguyễn Thế Khải, Nguyễn Quốc Phi Tùng. À, nào tiếp tục khẩn trương. Câu số 11. Cho hợp chất hữu cơ đơn chức X có công thức phân tử là C4H8O2, số đồng phân của X là nào, C4H8O2 thì số đồng phân, số cho hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C4H8O2, số đồng phân của X là gì? Số phân của X là bao nhiêu? À, bây giờ mình có nhóm COH này, nhóm COH, vậy C4H8O2 COH, vậy nó còn là C3H7 đúng không? C3H7. Ông nào không hiểu cứ lên YouTube của thầy là hiểu, ngu như tôi xem 10 lần để hiểu, đúng rồi, chính xác. Lên YouTube của thầy có hết, đủ mọi kiểu, đủ hết tất cả các skin 345248, đúng chưa? 345248, vậy là chỉ có hai đồng phân axit. Thế nhưng mà đây hỏi là đồng phân hữu cơ đơn chức các em ạ. Đồng phân hữu cơ đơn chức thì mình phải xét cả este, ok chưa? Vậy este em đang có dạng gì? R1COOR2, ok. R1COR2 các em ạ. Vậy bây giờ thì có này, điều kiện R1 lớn bằng 0, R2 lớn hơn bằng 1. Vậy ở đây thì được này, R1 cộng R2 thì bằng mấy carbon nhỉ? 4 bỏ đi 1 thì còn 3 carbon đúng không các em? 3 carbon, chú ý nhá, thật kỹ chỗ này vào. Bạn nào chưa xe thật nhanh lại vào. Đây là tìm đồng phân este, rất là kinh khủng. Lớn bằng 0, 0 cộng 3, 1 cộng 2, 2 cộng 1. YouTube của thầy là Minh Mielin em nhá. 012 chỉ có 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3 có 2, 1 x 2 bằng 2, 1 x 1 bằng 1, 1 x 1 bằng 1, 2 cộng 1 cộng 1 bằng 4. Vậy 4 đồng phân este cộng với 2 đồng phân axit là tổng cộng mình có 6. Rất tốt, rất tốt. Bạn Lê Hữu Nghĩa comment rất tốt, chính xác, 6 đồng phân. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C các em nhá. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Thầy giảng khá là chậm, các em có hiểu bài không nhỉ? Bạn nào hiểu thì chấm ngay để thầy biết nào. Các em có hiểu bài không? Các em có hiểu bài không? Chấm cái để thầy biết nào. Ok. Chắc là hiểu bài chứ. Hình ảnh âm thanh chắc là sắc nét, chắc là hiểu bài hết. Bây giờ mình sang cái câu 12 này, định hướng este luôn. Số đồng phân C5H10O2 là đồng phân este là. Xem nào, trong này những thằng nào. Đây là ai? Amin này, Amin nhiều đứa hỏi từ nãy giờ này, bao nhiêu đứa muốn thầy livestream cho xem 345248 xử Amin như nào, chấm cái nó xem lại về tường nào. Xong tát mấy đứa bạn học cũng muốn trên liệt vào của em vào đây. Là những bạn nào muốn xem nào Amin như thế nào chấm cái, xong xe lại về tường.
xong rồi tag mấy đứa bạn muốn chuyên biệt của em vào đây này, khẩn trương nào, khẩn trương nào. Đấy, bây giờ thầy giải lại đây Quốc Toản ơi, câu 12 này coi như thầy giải lại thằng ST đây nhá. Câu 12 này coi như thầy giải lại ST. Bạn nào chưa xe lại về tường ngay nhá, bởi vì là tí nữa trong này có rất nhiều chiêu khủng, nên tí nữa like xong là thầy sẽ ngay lập tức thầy sẽ ẩn video live stream đi nhá. Bạn nào chưa xe lại về tường thì xe lại ngay lập tức. Nào thì có câu 12 trước rồi sang câu 13 sau nhá. Số đồ ST của sinh năm mắt 12 R1. À, chào Nguyễn Quốc Phi Tùng, sao lại xét vậy, dựa vào công thức tổng quát đấy mà. R1COOR2. Vậy thì có này, R1 cộng với lại R2 ở đây bằng, bỏ một carbon, 5 bỏ đi 1 thì còn 4. Vậy đây thì được 0 cộng 4, 1 cộng 3, 2 cộng 2, 3 cộng 1. Ok chưa? 0 cộng 4, 1 cộng 3, 2 cộng 2, 3 cộng 1. Vậy hoàn toàn mình có này, 3, 4, 5, 2, 4, 8. Nhìn kỹ nhá. Vậy 3 có 2, 4 có 4. Được chưa? 0, 1, 2 thì chữ 1, 1, 1. Vậy anh này có 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3 có 2. Vậy thì được này, 1 x 4 bằng 4, 1 x 2 bằng 2, 1 x 1 bằng 1, 2 x 1 bằng 2. Vậy nó vẫn hết nè. 4 cộng 2 là 6, 6 cộng 1 là 7, 7 cộng 2 là 9. 9 đồng phân ST các em nhá. 9 đồng phân ST. Chào Dũng Hoàng. Có một số bạn hỏi, như Dũng Hoàng hỏi tại sao lại có 0 cộng 4? À, tại vì là cái đầu này này, thằng này lớn hơn bằng 0, thằng này lớn hơn bằng 1. Tại sao lại lớn bằng 0? Mà chúng ta nhớ rằng axit chúng ta thì có dạng HCO. HCOO. Đúng không? ST ta có dạng HCO mà các em. Đúng chưa? Vì vậy nên nó là không carbon. Ok, hiểu chưa? Dính xác. R1 có thể là R2 lớn hơn 1, đúng rồi. Ok. Tiếp tục nhá, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng chấm cái. Các em hiểu câu 12 chưa? Bạn nào hiểu câu 12 rồi thì chấm cái. Bạn nào chưa hiểu được comment câu hỏi ngay tại đây, thầy sẽ giải đáp cho các em. Bạn nào chưa xe ngay lại về tường nhá. Không là tí là thầy ẩn video live stream thì nó toi mất đấy. Nào, tiện thể ở đây bạn nào mà chưa theo dõi cái link video YouTube của thầy, thì bây giờ thầy đính cái link ở đây để cho các em cùng nhìn thấy. Đồng phân siêu tốc nhá, đồng phân siêu tốc đây rồi, thầy đính luôn cái link đồng phân siêu tốc ở đây để cho các em chờ đợi. Những bạn nào mà muốn theo dõi cái tìm đồng phân amin của thầy chấm cái nào, bây giờ mình đến cái câu 13 đồng phân amin. Một số bạn hóng ngay từ bây giờ này, hóng từ lúc nãy đến giờ này, đồng phân amin giờ mình chiến như thế nào bây giờ, đồng phân amin giờ cứng phết, giờ chiến kiểu gì ra đồng phân amin đấy, chấm cái để cùng thầy giải ra đồng phân amin cho các em xem. Đồng phân amin là kinh khủng nhá. Chấm cái nào. Đồng phân amin rất là dã man. Rất là dã man luôn. Đấy, thầy vừa ghi lại cái link YouTube lên trên tường rồi. Các em bạn nào mà chưa xem thì xem luôn nhá, kích vào link xem luôn. Nào mình bắt đầu sang đồng phân amin nào, sẵn sàng chưa? Amin, sẵn sàng rồi thì chấm cái, xem về tường nhá. Amin này. Amin, bao nhiêu amin trong công thức phân tử là C4H11N? Bao nhiêu amin có công thức phân tử là C4H11N? Cứng phết, khó phết, nhưng mà chúng ta vẫn cần được. Tìm mình mới nhìn cần hết tất cả mọi thứ. Nào, san bằng tất cả mọi thứ chúng ta đi qua. Mình có amin bậc 1. Amin bậc 1 có dạng R1NH2. R1NH2. Ok, mộc biên thiên di dễ hiểu lắm cả bọn em. R1NH2 này. R1NH2 đây là amin bậc 1. Vậy thầy có này, phân tích này. Vậy là còn là C3H9NH2. 3 4 5 2 4 8. 3 có 2 đồng phân. Dễ rồi, đúng chưa? Tiếp tục này. Đồng phân amin bậc 2, R1NH2. Được chưa? Với R1NH2 thì mình có R1 cộng R2 thì bằng mấy carbon đấy? Bằng, sorry các em, thầy lỗi. Thầy nhìn nhầm, C4H11N mà. Thầy nhìn nhầm chỗ này là C4H11N.
thì chỗ này nó phải là C4 nhá, thầy vừa nhìn nhầm. C4 đồng phân amin công tán thì là C4H13N ấy. C4H13 nhá. Thế này này sẽ là C4H11. Đề mờ quá. Đây thì sửa lại đề. Anh này là C4H11N. Vừa nãy thầy lỗi. Ok. C4. Đây C4H11N này. Thì anh thầy có này. Đồng phân amin bậc 1 là RNH2. Đưa về thành là C4H9NH2, ok chưa? Được chưa? C4H9NH2 345248. 345248 thì 4 có 4 đồng phần. Dễ ạ. Đúng chưa? Tiếp tục nhá. Tiếp tục này, đồng phân amin bậc 2. R1 NH R2 dĩ nhiên điều kiện R1 phải lớn hơn bằng 1 và R2 phải lớn bằng 1 carbon. Chuẩn chưa nào các em? Vậy đây thì có này. R1 cộng R2 thì phải bằng 4. Được chưa? R1 cộng R2 bằng 4, vậy thì có 1 cộng 3 2 cộng 2. 3 cộng 1 bị trùng, 2 cộng 2 bị trùng. 3 cộng 5 bằng 8. 3 có 2, 1 có 1, 2 có 1, 2 có 1. 1 x 2 bằng 2. 1 x 1 bằng 1. 2 cộng 1 bằng 3. 3 cộng 4 bằng 7. Đúng chưa? Nhưng đứa nào tô 7 vẫn chết. Biết tại sao không? Bởi vì chúng ta còn đồng phân amin bậc 3. R1 N R2 R3. Thấy có R1 cộng R2 cộng R3 bằng 4. Vậy thì chỉ có 1 cộng 1 cộng 2 345248 012 thì chỉ có 1. 1 x 1 x 1 bằng 1. Vậy tổng này, nhìn kỹ này. 4 cộng 3 cộng 1 bằng 8 đồng phần. Ok, chị Kỳ đúng, Vân Khánh đúng, Nguyễn Hoài Linh đúng, Dũng Hoàng lỗi đi em nhá, không vấn đề gì cả. Một lần nhớ là một lần sai. Các em hiểu câu 13 không? Bạn nào hiểu câu 13 chấm cái để thầy biết nào. Bạn nào hiểu câu 13 chấm cái để biết nào. Nhìn cái này này trông hơi phức tạp thôi, nhưng mà thực ra khi chúng ta làm ấy, chúng ta cứ mặc định cho thầy là đồng phân bậc 1 thì phân tích thành 1 số hạng, đồng phân bậc 2 phân tích thành 2 số hạng. Đừng dùng công thức Nguyễn Thị Thanh Hưng ạ. Đừng bao giờ dùng công thức cả. Đừng bao giờ dùng công thức với thầy. Được chưa? Vậy mình có 8 đồng phân. Mình sang câu tiếp. Mình sang câu tiếp, mình có 24 câu cơ. Mình sang câu tiếp này. À vừa nãy là mình tìm được là có 8 đồng phân, vậy đáp án đúng mình đáp án C. Đáp án đúng của mình là đáp án C nha. Mình sang câu tiếp này. Câu số 14. Không lo. Hiện tại chiêu này thì bởi vì các em chưa được học thầy nên không no thì các em mới coi như không làm được đi. Còn lại thực ra học thầy là không no làm hết nhá. Các em xem về video livestream về tường nhá. Bạn nào mà chưa được tắt video livestream thì tắt luôn các bạn vào video livestream giúp thầy. Được chưa? Nào mình tiếp nào. Nào mình tiếp nào. Sẵn sàng chưa? Câu 14. Câu 14 đi cũng lợi, tí nữa em lên trên tường nhà thầy em sẽ xem lại, em sẽ biết được ngay đâu mà. Được chưa? Bạn nào chưa xem video livestream lại về tường thì xem ngay lại về tường nhá. Không lại quên xe thì lại hỏng mất. Nào tiếp tục nào, sẵn sàng chưa? Tiếp tục nào, comment đáp án cho thầy câu số 14 à? 14 thầy vừa mới nói xong. 14 đáp án gì đây nhỉ? 14 đáp án gì đây? Hay quá, phát bia liền nóng mãi đấy. Bây giờ thì đã ok rồi đúng không? Nào câu 14, 14 đáp án gì? Số đồng phân cấu tạo là amin bậc 1. Số đồng phân cấu tạo là amin bậc 1. Ứng với công thức phân tử C4H11 nào. Đấy, số đồng phân cấu tạo là amin bậc 1. Ứng với công thức phân tử là C4H11N. Nào mình có bậc 1. Vậy là nhóm của nó phải là nhóm NH2. Vậy này còn là C4H9 345248. 345248, 4 có 4, đáp án đúng đáp án. À, ok chưa? Dễ ẩn. Thầy là không thầy ẩn đấy. Thế nên là những bạn nào mà chưa xem video livestream hãy về tường thì xem thật nhanh nhá. Không phải thầy ẩn là biến mất luôn. Câu 15. Có bao nhiêu amin bậc 2 đồng phân cấu tạo nhau ứng với công thức phân tử C5H13 nào? Đấy, giờ chúng ta sang amin bậc 2 xem nào. Amin bậc 2 mà công thức phân tử là C5H13N xem nào. Là gì nào? Nào, câu 15 nào. 15 đáp án gì? 15 đáp án gì? Các em chú ý theo dõi các video livestream của thầy được thực hiện hàng tuần nhá. Và các em chú ý với thầy rằng là tối thứ hai nha. 21 giờ tối thứ ba tuần sau
tuần tới thì ta sẽ là skin 02. Nhưng nếu vào một tối nào đó mà thầy rảnh, thầy sẽ livestream ngay lập tức skin 02, muộn nhất là 21 giờ tối thứ ba. Nên bạn nào chưa đặt xem trước thầy đi đặt xem trước ngay lập tức đi, được chưa? Bởi vì đặt xem trước thì bất kỳ một video livestream nào của thầy các em sẽ đều được nhận thông báo hết. Câu 15 có bao nhiêu nhân bậc hai là đồng phân cấu tạo của nhau với công thức phân tử C5H13 đó, R1 NH R2 đúng không? Đây là nhân bậc hai mà. Vậy mình có R1 cộng R2 bằng 5, R1 cộng R2 bằng 5 nhá. Vậy hoàn toàn chúng ta có này. Anh này lớn bằng 1, 1 cộng 4, 2 cộng 3, 0, 1, 2 thì chỉ có 1 thôi. 3 có 2, 4 có 4, 1 x 4 bằng 4, 1 x 2 bằng 2, 4 cộng 2 bằng 6. Vậy là có 6 đồng phân là nghìn bậc hai. Dễ ạ, đáp án đúng đáp án C. Rất kinh khủng đúng không? Rất kinh khủng. Rất kinh khủng. Chúng ta sang câu tiếp theo, câu số 16 nào các em. Câu tiếp theo câu số 16 nào. Các em có hiểu cái cách làm này không nhỉ? Các em có hiểu chữ thức 345248 của thầy không? Đấy, bạn nào hiểu thì thả chấm cái nhá. Bạn nào mà chưa hiểu thì comment ngay lập tức tại đây. Mà bạn nào mà hiểu rồi thì nhớ share cho các bạn ở trên lớp với nhá, để cho cứu các bạn ấy khỏi điểm liệt. Được chưa? Với những chiêu này bây giờ thầy sẽ thực hiện các cái chiêu mà cứu liệt cho các em. Các chiêu chống liệt trong việc học hóa nhá, thầy giúp đỡ cho các em, tất cả các em. Thầy thực hiện các cái chiêu chống liệt. Nào mình có tiếp câu số 16. Câu số 16, tổng số đồng phân cấu tạo là anhít tương ứng với phân tử C4H8 nào. Đúng rồi, chính xác. Nguyễn Quốc Phi Tùng nếu là ST thì mới bán vị được 14 và 23, chính xác luôn. Bạn Nguyễn Quốc Phi Tùng khá thông minh. Rất tốt. Câu số 16. Câu số 16, tổng số đồng phân cấu tạo là anhít ứng với công thức phân tử C4H8O. Nào. Nào, tổng số đồng phân ứng với công thức phân tử là C4H8O nào. Ồ. Lê Nguyễn Hữu Hiền chưa hiểu thì ngay lập tức Lê Nguyễn Hữu Hiền hãy lên trên YouTube của thầy, có cái link mà thầy đang ghi đấy, kích vào cái link đó xem là hiểu ngay. Chỉ cần xem cái link đó thôi là hiểu ngay lập tức luôn, không có gì gọi là khó khăn cả về cái chiêu thức này. Nào, ok, mình tiếp tục sang câu số 16. Tổng số đồng phân cấu tạo là anhít ứng với công thức phân tử C4H8O. C4H8O anhít nó phải chia chó ra đúng không? Vậy bây giờ mình có là C3H7 xe đồ đúng không? 345248 3 có 2, đáp án đúng đáp án A. Skin rất kinh điển. Skin cực kỳ kinh điển. Câu tiếp theo câu số 17 nào. Câu số 17. Vậy chúng ta còn 7 câu nữa thôi. À, có bao nhiêu đồng phân cấu tạo là axit carboxylic ứng với công thức phân tử C4H8O2? C4H8O2 nó là COH đúng không? Bên này còn là C3H7 345248. Vậy là 3 có 2. Ok, B hiểu tầm này làm gì nữa, chính xác. Bây giờ cứ thế mà chiến rồi. Bạn là Hữu Nam nói rất đúng với ý kiến của thầy. Nếu đấy bây giờ các em mà muốn cho các em của em học hiểu thì là 2K2 cần học hiểu, thì các em tag 2K2 trong video livestream này để các em mới biết đến thầy và học thầy từ đầu. Học thầy từ đầu thì chắc chắn hiểu. Hiểu không những hiểu mà còn hiểu sâu nữa. Đúng không? Có rất nhiều chiều kinh dị của thầy nhá. Nên là nhờ các em có thể tag cho giúp thầy tất cả các em 2K2 vào trong video livestream này. Mình có tiếp tục sang câu số 18 nào. Số đồng phân cấu tạo ST công thức phân tử là C3H6O2 nào các em. Câu số 18 đáp án gì nhỉ? Đồng phân ST công thức phân tử là C3H6O2. Nào, câu 18 nào. 18 đáp án gì nào? Comment mãnh liệt lên thầy xem này. Comment thật khỏe mà thầy xem này. Xem câu 18 đáp án gì. Đây là một trong số những câu còn này thôi. Dễ hiểu lắm. Cảm ơn Nguyễn Quỳnh. Cực kỳ dễ hiểu. Thank you em. Cảm ơn tất cả các bạn và các em. Hello Nguyễn Trung Nguyên. Ok, mình có C3H6O2 nó có rằng là R1 COOR2. Vậy mình có R1 cộng R2 bằng 2. Vậy mình được này, 3 này, bỏ lại một carbon này. 0 cộng 2, 1 cộng 1, 0, 1, 2 thì chỉ có 1 thôi. 1 x 1 bằng 1, 1 x 1 bằng 1, 1 cộng 1 bằng 2. Vậy là chúng ta có C362 có 2 đồng phân. Biết thầy hơi muộn. Ok, Nguyễn Bình còn 18 ngày nữa. Không sao, chúng ta có thể cố gắng được. Cảm ơn Nguyễn Thị Ngọc Anh quá đỉnh. Biết thầy hơi muộn, không có vấn đề gì hết. Bây giờ thì chúng ta vẫn còn có thể làm được nhá. Không có vấn đề gì hết, thầy có thể giúp đỡ được cho các em, còn có vài ngày nữa thôi. Nào, mình tiếp tục sang câu số 19. Câu số 19, số đồng phân cấu tạo ST có công thức phân tử C4H8O2. C4H8O2 thì giờ là thế nào các em nhỉ? C4H8O2 thì đáp án gì bây giờ? C4H8O2 à? C4H8O2 thì xem nào, mình có R1 cộng R2 thì bằng 3 đúng không?
Vậy mình có là 0 cộng 3, 1 cộng 2, 2 cộng 1, đúng không? Còn học toán luôn, đứa nào học toán lớp 1 cũng giải được câu này. Lại đọc 3 có 5, 2 có 8, 3 có 2, 0 có 2 chỉ có 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 x 2 bằng 2, 1 x 1 bằng 1, 1 x 1 bằng 1, 2 cộng 1 cộng 1 bằng 4. Vậy 4 là con nét đấy. Dễ không? Không bao giờ sai và không bao giờ chúng ta phải động đến công thức kiểu không bao giờ sai và không bao giờ, đặc biệt là không bao giờ các em phải động đến công thức. Đấy là điều đặc biệt. Đấy là điều cực kỳ đặc biệt trong các chiêu của thầy. Đấy, bạn nào chưa xe lại về tường thì xe thật nhanh nhá. Mình sang câu số 20 và mình chỉ còn đến câu số 24 thôi là chúng ta phải tạm biệt nhau rồi. Và nhắc lại này, skin 02 chúng thầy sẽ live stream vào tối thứ 3 tuần tới. Tối thứ 3 tuần tới vào lúc 21 giờ thầy sẽ live stream chúng ta skin 02. Được chưa? Nhớ đấy nhá. Nhớ follow đặt xem trước của thầy để và tương tác thầy thật nhiều để có thể xem trước. Bây giờ đây này, bạn Nguyễn Thị Ngọc Anh này, trước xem ghét nhất phần này, giờ xem lại thấy hay và mắc dễ. Chính xác rồi, nhờ có thầy đến đây mắc dễ đấy em ạ. Câu 20 ứng với công thức phân tử C5H12 bao nhiêu đồng phân cấu tạo là este. Đây, C5H12 bao nhiêu đồng phân cấu tạo là este. Có rất nhiều skin, tổng cộng có 4 skin để cho các em trên liền nhá. Thầy có 4 skin để cho các em trên liền. Ok, mình có tiếp tục này. C5H12 bao nhiêu đồng phân cấu tạo là este. Chúng ta có R1COOR2, đúng không? R1COOR2 vậy thì có là R1 cộng R2 thì bằng 5 bỏ 1 carbon thì còn 4 carbon. Được chưa? 0 cộng 4, 1 cộng 3, 2 cộng 2, 0, 1, 2 thì chỉ có 1. 3 có 5, 2 có 8, 3 có 2, 4 có 4, 1 x 4 bằng 4, 1 x 2 bằng 2, 1 x 1 bằng 1, 4 cộng 2 cộng 1. Ôi, dễ quá, bằng mấy em nhỉ? Thầy có phải PDF đi không nhỉ? Thầy có bằng mấy? 7. Đúng chưa? Đúng không? C5H12 mà. Nhìn kỹ lại nhá, nhìn kỹ lại nhá, C5H12 này. Chỗ này chúng ta còn thiếu, rất nhiều bạn còn thiếu 3 cộng 1. 3 có 2, 1 có 1. 3, 2 x 1 bằng 2 nữa. Vậy ở đây chúng ta phải tổng cộng có 7 cộng 2 bằng 9 nữa các em ạ. 9, vậy đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án C. Đây, bạn chỉ kỳ comment nhầm này, 7 này. Bị thầy lừa phát là chết. Đấy, Nguyễn Quốc Phi Tùng tốt, tinh ý đấy. Rất tinh ý, tốt. Tổng cộng chúng ta có 9. Ok. Câu số 21. Câu số 21 Vân Khánh tốt, bạn Vân Khánh rất là tinh ý, rất tốt. Câu 21. Câu 21 này. 21 xác định đồng phân cấu tạo là ancol bậc 2 ứng với công thức phân tử C5H12. Ồ. Bậc 2 các em ạ. Bậc 2 thì sao nhỉ? Bậc 2 dạng gì nhỉ? R1CHOHR2, đây là ancol bậc 2 đúng không? Đi vào carbon. Bậc 2. Vậy hoàn toàn thì có R1 cộng R2 bằng 5 trừ đi 1 thì còn 4. Chú ý điều kiện lớn hơn bằng 1, lớn bằng 1. Vậy thì có 1 cộng 3, 2 cộng 2. 0, 1, 2 thì chỉ có 1 thôi. 3 cộng 2, 1 x 2 bằng 2, 1 x 1 bằng 1, 2 cộng 1 bằng 3. Vậy ở đây ta chỉ có 3 của bậc 2. Tốt. Chi Kỷ đúng, Nguyễn Thế Khải đúng, Dũng Hoàng đúng, Phương Thảo đúng, rất tốt nhỉ. Học máu phết, làm chuẩn gần hết rồi. Bạn nào chưa xe thì nhanh về tường nhá. Chuẩn bị thầy like xong là thầy ẩn video live stream đấy. Là sẽ cực kỳ nuối tiếc nha. Bạn nào chưa theo dõi video live stream thì xe thật nhanh về tường. Bây giờ chuẩn bị xong rồi là thầy sẽ ẩn. Câu 24 là kết thúc. Thầy nhắc lại các em, thầy nhắc lại các em là tối thứ 3 tuần sau chúng ta sẽ live stream tiếp skin 002. Câu 22 ứng với công thức phân tử C4H8 hệ lô kiểu quang 6 điểm khóa. Khó không? Không khó lắm đâu em. Ứng công thức phân tử C4H8O2 bao nhiêu đồng phân cấu tạo khả năng phản ứng với NaOH? Chúng ta lưu ý phản ứng với NaOH thì có axit và este. Axit và este. Axit và este các em nhá. Vậy đây mình có này, C4H8O2 đồng phân axit đưa về C3H7COOH. 345 248 3 có 2 đồng phân axit. Được chưa? Tiếp tục đồng phân este. R1COOR2. Vậy mình có R1 cộng R2 thì bằng mấy? Bằng 3. 4 cộng 1 cái mol bằng 3. 0 cộng 3, 1 cộng 2, 2 cộng 1. Ok. 0, 1, 2 thì chỉ có 1, 1, 1, 1, 1, 3, 2. 1 x 2 bằng 2. 1 x 1 bằng 1. 1 x 1 bằng 1. 2 cộng 1 cộng 1 bằng 4. 4 đồng phân este cộng 2 đồng phân axit thì tổng cộng là có
6 đồng phần. Đáp án đúng đáp án A. Wow. Vân Khánh rất đúng, chi kỷ đúng, ôn kỹ lý thuyết, biết phương pháp làm những bài đơn giản thì 6 điểm order, chính xác Hoàng Thị Thu Trang. Câu 23. 23 nào cả nhà. 23 đáp án gì? 23 đáp án gì bây giờ nhỉ? 23. 23 nào. Xác định số lượng các hợp chất hữu cơ đơn chức là độ phân cấu tạo của nhau cùng với công thức phân tử C6H12. Ui cái này chớp đấy. Cái này chớp đấy. 23 nào. Nhìn kỹ nhá. Nhìn kỹ nha. Tập trung vào đây nhá. Bạn nào chưa xe lại thật nhanh nhá. Nhìn kỹ này, thật kỹ vào này. Tối thứ 3 9 giờ nhá, Nguyễn Quốc Phi Tùng. Tối thứ 3 9 giờ, cách tốt nhất là đặt follow xem trước thầy. Để không bị lỡ bất kỳ một buổi live stream nào. Bởi vì dạo này live stream xong rất nhiều skin độc. Thầy live xong là thầy dẫn. Này, nào mình có cùng với thức phân tử C6H12O2. Vậy này, acid và este, acid chia COH ra, C6 bỏ đi 1 COH, vậy là còn C5 H11 345248 8 đồng phần. Cái này mà viết thì có vẻ lên tiếng Tây. Este R1 COOR2, vậy thì có R1 cộng R2 bằng 6 bỏ 1 carbon thì bằng 5. 0 cộng 5, 1 cộng 4, 2 cộng 3, 3 cộng 2, 4 cộng 1, đúng không? 3 cộng 5, 2 cộng 8, 0, 1, 2 chỉ có 1, 1, 1, 1, 1, 3 cộng 2, 4 cộng 4, 5 cộng 8, 1 x 8 bằng 8, 1 x 4 bằng 4, 1 x 2 bằng 2, 2 x 1 bằng 2, 4 x 1 bằng 4, cộng nào? 8 cộng 4 12, 12 cộng 2 14, 14 cộng 6 là 20. 20 cộng 8 bằng 28 đồng phần. 28 đồng phần đáp án đúng đáp án E. 28 phần để cho để lừa chúng ta. Đúng không? Chú ý là hợp chất hữu cơ đơn chức nha, 23 phải là 28 đồng phần. Đấy nhá, 8 cộng 4 12, 12 cộng với lại 8 nữa là bằng 20, 20 cộng 8 bằng 28. Được chưa? Có rất nhiều bạn bị lừa. Chi kỳ này bị lừa này. Phương Thảo, Quang Trường, Nguyễn Thế Khải đều bị lừa. Có tận 28, chính xác 28 là phần các em ạ. Câu cuối cùng là tối ngày hôm nay. Các em chú ý, screen này vào tối thứ 3 21 giờ tối thứ 3. Nhớ đón xem. 24 nào. 24 nào các em. 24 đáp án gì này. Những bạn nào chưa share video live stream lại tường thì share ngay lập tức. Sau khi mà like xong thì sẽ để lại 5 phút trước khi thầy ẩn video live stream này đi. Nên bạn nào mà chưa thấy thầy like, thầy chưa thấy video live stream, chưa share lại bài tường thì share ngay lập tức nha. Ok, tiếp tục này, 24. Phản ứng với dung dịch NaHCO3. Phản ứng với dung dịch NaHCO3 nào. Phản ứng dung dịch NaHCO3. Vậy đó là phân axit đúng không? Acid mà phản ứng với dịch là HCO3, vậy nó là C4H9COH. Nào comment lần cuối nào, 24 đáp án gì các em ơi. 112 bạn đang theo dõi video live stream này, cùng comment một lần cuối câu 24 đáp án gì. Thầy viết ra như thế này rồi. Nào cùng comment xem nào. Xem là đáp án gì. Thầy viết ra đến như thế này rồi là coi như là đời ngủ sơi rồi. Ngủ sơi đi thôi. Sơi đi rồi mà không sơi nữa thì thôi chịu. Hoàng Hạnh này, Trần Phương này, Nguyễn Quốc Phi Tôm này, tất cả những bạn này đều đã comment suốt từ đầu buổi đến giờ rồi. Bao nhiêu? Bề Nguyễn Công Tùng comment hay sao nào? Chi Nguyễn Kiều Quang đấy rất tốt, rất nhiều bạn đang comment rồi. Đáp án gì nhỉ? Đức Lại rất tốt. Trần Trọng Thành, bạn nào chưa xem video live stream trước khi thầy chốt đáp án câu này, thầy nhắc lại một lần nữa, bạn nào chưa xem video live stream của thầy thì ngay lập tức xem video live stream. Bạn nào chưa vào nhóm học của thầy, thầy có một nhóm học khá là chất, đó là nhóm học cùng thầy Minh Mia Liên, nhìn nhá, khóa học cùng thầy Minh Liên, em kích vào nhóm này thôi. Đấy, trong nhóm này của thầy đã có gần 5.500 thành viên rồi. Đây, đăng tài liệu liên tục, giải đáp đáp án liên tục, nhóm này tương tác cực kỳ mạnh luôn. Đấy, các em vào trong nhóm này, và đặc biệt là trong nhóm này có rất nhiều bài video live stream của thầy. Đấy, ở hết trong này. Đúng chưa? Đã được tụ là hết ở đây. Ok chưa? Đấy. Có rất nhiều bài tập mà thầy hướng dẫn các em ở trong video này, có cả phần hack não này, vận dụng cao này, em nhìn vận dụng cao nhé,
Đấy, trong nhóm này các bạn đã làm rất kinh. Tiếp tục, đó là những bạn nào mà chưa biết được lý do của cái xác định tổng phân 345 hay 48 thì em chỉ cần lên trên YouTube và search cho thầy cụm từ xác định tổng phân siêu tốc. Khi em ấn cụm từ xác định tổng phân siêu tốc, em sẽ nhìn ra cái video của thầy là 19.187 lượt xem, được chưa? Và ở trong video live stream này thì các em sẽ biết được ngay lý do tại sao là lại 345 hay 48. Ok. Đấy, bây giờ mình chốt lại nào. Câu 24, đáp án của mình là gì? 345 hay 48? 4 có 4, đáp án đúng đáp án B. Và buổi live stream tối ngày hôm nay chúng ta tạm dừng tại đây. Skin số 02 đếm ẩn sẽ hứa hẹn với chúng ta một trong số những skin kinh hơn nữa vào 21 giờ tối thứ 3 tuần tới. Bye bye, chào tạm biệt tất cả các bạn và các em. Hẹn gặp lại vào tối thứ 3.